Dạch gầm Xoài Mút năm 1785 Thể hiện bản lĩnh mang tên Nguyễn Huệ Trận dạch gầm Xoài Mút là một trận chiến lớn trên sông Diễn ra vào đêm 19, dạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 1785 Giữa Liên quân Siêm Nguyễn và quân Tây Sơn Tại khúc sông dạch gầm Xoài Mút Khi đó thuộc dinh Trấn Định, xứ Đàng Trong Về sau đổi thành tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, Việt Nam Năm 1771 ba anh em Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đứng dậy khởi nghĩa. Sau khi hai chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Thuần và Nguyễn Phúc Dương bị giết năm 1777, chúa mới là Nguyễn Ánh, dù bị đánh thua nhiều lần, vẫn cố tập hợp lại lực lượng nhằm để khôi phục. Vào tháng 2 năm Quý Mão, 1783, vua nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, sai hai em là Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, mang quân vào Nam. Tướng Nguyễn là Châu Văn Tiếp, dùng hỏa công chống ngăn nhưng không được thua trận chúa nguyễn ánh phải chạy xuống ba rồng định tường còn châu văn tiếp phải men theo đường núi qua cao miên rồi qua xiêm cầu viện trong giai đoạn này nước xiêm la lúc bấy giờ đang lúc thịnh vượng và nuôi tham vọng chiếm lấy cao miên và gia định để mở rộng bờ cõi khi nghe châu văn tiếp một bề tôi thân tín của chúa nguyễn đến cầu cứu vua xiêm là rama một liền đồng ý được hứa hẹn châu văn tiếp gửi ngay mật thư báo tin cho chúa nguyễn sau khi hội đàm với tướng Xiêm tại Cà Mau xong, vào tháng 3 năm Giáp Thìn 1784, Chúa Nguyễn Qua đến thành Vọng Các, hội kiến với vua Xiêm. Được tiếp đãi và giúp đỡ, Chúa Nguyễn tổ chức lại lực lượng. Trong hầu hết các tài liệu sử Việt, thì sau khi nhận lời giúp Nguyễn Ánh, vào tháng 4 năm 1784, vua Siêm Rama một phái hai tướng Lục Côn và Sa Uyên cùng với Chiêu Thủy Biện. Là nhiếp chính vương chân lạp thân Siêm, đem hai đạo bộ binh tiến sang chân lạp, để từ đó mở một mũi tiến công đánh phối hợp. Theo Nguyễn Khắc Thuần, thì đạo bộ binh này gồm có khoảng 3 vạn quân. Ngày 25 tháng 7 năm 1784, vua Siêm Sai Cháu là Chiêu Tăng làm chủ tướng và Chiêu Sương, làm tướng tiên phong, thống lĩnh 2 vạn quân thủy và 300 chiến thuyền, từ vọng các vượt vịnh Siem La, qua ngả Kiên Giang sang giúp. Ngoài ra, Chúa Nguyễn Ánh cũng tập hợp được một số quân khoảng 3 đến 4 ngàn người, cho Chu Văn Tiếp chỉ huy với chức Bình Tây Đại Đô Đốc và Mạc Tử Xanh làm tham tướng dẫn đường. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính, trích dẫn tài liệu lịch sử Siêm La thì diễn biến như sau. Vào tháng 5 của năm Giáp Thìn 1785, nhà vua Sai Cháu là trao pha chỉ huy một đội chiến thuyền và 5.000 quân với lệnh là tấn công và tái chiếm không được thất bại lãnh thổ Sài Gòn cho ông Chiang Su Chúa Nguyễn. Nhà vua cũng cho phép đích thân ông Chiang Su đi theo với đoàn quân một toán quân đường bộ do Freya Wichai Nrong chỉ huy, được lệnh tiến theo đường Campos và điều động thêm một đoàn quân cao miên. Chao Freya A Phai Phú Bét tuyển thêm một lực lượng, 5.000 quân Campos để đi cùng quân Thái. Như vậy, lực lượng bản bộ của quân xiêm ít nhất cũng hơn một vạn người, bao gồm 5.000 đi theo đường Thủy và trên dưới một vạn đi theo đường bộ. Lực lượng đó thường xuyên được tăng viện bởi quân Việt, cánh quân Thủy và quân Chân Lạp, cánh quân bộ cánh quân bộ do Freya Wichai Nrong chỉ huy, được tăng viện bởi quân chân lạp, gồm 5.000 quân của chiêu thủy biện, sử Việt chép là chiêu thủy biện, một người chân lạp làm quan cho Siêm, và hai cánh quân của Freya Racha Sethi và Freya Zasada không rõ quân số. Cánh quân thủy do Chao Pha Krom Luang Thép Harerak chỉ huy, được tăng viện bởi quân bản bộ của chúa Nguyễn đi từ Siêm La về, cộng với các cánh quân khác nằm sẵn trong nước. Ước tính lực lượng liên quân Siêm, cộng Nguyễn, cộng với chân lạp có quân số khoảng hơn 2 vạn. Con số này khá phù hợp với các tài liệu sử chính thức của triều Nguyễn ghi lại. Phía quân Tây Sơn có lực lượng như sau. Theo sách Mạc Thị Gia Phả của Vũ Thế Dinh, cai đội quân Nguyễn thì riêng thủy quân của Nguyễn Huệ đã là 5 vạn. Tuy nhiên, nhóm tác giả sách một số trận quyết chiến chiến lược thì cho rằng đó là con số thổi phồng để giảm bớt sự thất bại nhục nhã của quân mình. Xét lực lượng và tình hình quân Tây Sơn lúc đó, kể cả quân đồn trú của Trương Văn Đa chỉ lên đến khoảng 2 vạn là cùng. Nhưng về trang bị vũ khí, nhất là súng đại bác, quân Tây Sơn không hề thua kém quân Xiêm. Tháng 7 năm 1784, thủy quân Xiêm đổ bộ lên đánh lấy rạch Giá, thuộc đạo Kiên Giang, tiến đánh quân Tây Sơn của Đô đốc Nguyễn Hóa ở trấn Giang, Cần Thơ, tiến chiếm các miền Ba Thắc, Sóc Trăng, Trà Ôn, Sa Đéc, Măng Thít rồi chia quân đóng giữ tướng Tây Sơn là Trương Văn Đa liền đem quân thủy từ gia điện tiến xuống Long Hồ, Vĩnh Long để ngăn cản. Ngày 30 tháng 11 năm 1784, Đại Đô Đốc Chu Văn tiếp, vì thông thạo địa hình nên dẫn quân đi trước. Ông cho quân vào sông Măng Thít, thì bị tiền quân trưởng cơ Tây Sơn tên là Bảo, trưởng tiền Bảo, đưa quân ra vây đánh và giết chết. Mất đại tướng, chúa Nguyễn Ánh liền cho quân đánh gấp vào cứu viện, chém chết trưởng tiền Bảo cùng nhiều quân Tây Sơn. Xét thấy quân ít, không chống chọi được phỏ mã nhà tây sơn là trương văn đa cho quân lui về giữ long hồ quân xiêm đi đến đâu cướp bóc đến đây nguyễn ánh dù bất bình nhưng không can thiệp được vì đã mất chu văn tiếp người liên lạc chính giữa hai bên xiêm và nguyễn chu văn tiếp tự trận lê văn quân được cử lên thay liền cho quân tiến đánh lũy ba lai bến tre và trà tân định tường trong trận ba lai trưởng cơ quân nguyễn là đặng văn lượng bị tướng tây là nguyễn văn kim chém chết tướng quân cũng bị Lê Văn Kế chém trọng thương. Kể từ đó, bộ chỉ huy liên quân cho đóng quân dọc theo sông Tiền, từ Cù Lao Năm Thôn trở lên hướng Mỹ Thom và đặt đại bản doanh tại Trà Tân. Freya Huy Chai -n Rông đưa đạo quân Thái Cam tấn công vào Sa Đéc. Tại một địa điểm có tên là Nha Mân, họ đụng độ và đánh với quân Tây Sơn vài trận. Quân Tây Sơn chống không nổi phải rút lui. Freya Huy Chai Rông liền tiến lên về phía Ba Lai và tấn công vào những vị trí đóng quân tại huyện Ba Rồng cháu của vua là Chao Pha Krom Luang Thep Harirak cùng với các tướng lãnh cao cấp cùng Ong Chiang Su từ biệt nhà vua và đưa chiến thuyền đi ra thẳng tiến theo hướng biển đến Mang Khảm, tức Hà Tiên. Quân tại Bentiamis dưới quyền của Racha Sethi và Phraya Jasada được điều động để tăng viện. Liên quân tiến vào sông Ba Thác, tức sông hậu và dừng lại tại dạch Trà Tân. Cuối năm 1784, Trương Văn Đa sai đô úy Đặng Văn Chấn về quy nhơn báo rõ tình hình nguy cấp ở phía nam. Vua Thái Đức, Nguyễn Nhạc liên cử Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy, đem đại binh vào chống ngăn. Khoảng đầu năm Giáp Thìn, tháng 1 năm 1785, thì binh thuyền Tây Sơn vào đến nơi và đóng ở Mỹ Tho. Sau đó, tướng Nguyễn Huệ cử một ít quân mở những cuộc tập kích nhỏ để thăm dò. Biết quân siêm tham tàn, Nguyễn Huệ cho người đưa tiền của sang mua chuộc, bàn việc giảng hòa, cốt làm cho tướng siêm chủ quan và làm tăng thêm mối hoài nghi của chúa Nguyễn đối với quân siêm. Ngoài mối nghi ngờ trên, càng ở gần nhau thì mâu thuẫn giữa quân Nguyễn, quân Xiêm và nhân dân Việt càng trở nên sâu sắc. Quân Xiêm cậy mình là kẻ cứu giúp nên đàn áp, cướp bóc nhân dân, khinh mạn cả chúa Nguyễn và quân Nguyễn. Bởi vậy, trong thư đề ngày 25 tháng 1 năm 1785, chúa Nguyễn Ánh đã than phiền với giáo sĩ Di liốt rằng: "Nay thì xiêm binh tự do cướp giật, cưỡng hiếp phụ nữ, cướp bóc tài sản, giết bừa không tha già trẻ." Vậy nên giặc Tây Sơn ngày một mạnh, thế quân xiêm ngày một suy. Đại Nam thực lục thì chết, vua thấy quân xiêm tàn bạo, đến đâu là cướp bóc đấy, nhân dân ta oán rất nhiều, bảo các tướng rằng muốn được nước phải được lòng dân. Nay Chu Văn Tiếp đã mất, quân xiêm không ai chế ngự được. Nếu được gia định mà mất lòng dân, thì ta cũng không nỡ làm. Thà hãy lui quân để đừng làm khổ nhân dân. Nhờ kế mưu đó mà Nguyễn Huệ có đủ thời gian để nghiên cứu địa hình và bố trí một trận quyết chiến so sánh lực lượng, biết không thể nào đánh thẳng vào Sa Đéc hay Trà Tân được. Nguyễn Huệ liền đi xem xét địa hình, thăm dò lòng dân ở đây và tìm hiểu điểm mạnh, yếu của đối phương. Cuối cùng, ông quyết định chọn khúc sông Mỹ Tho từ rạch gầm đến xoài mút, cách Mỹ Tho khoảng 12 km, làm trận địa quyết chiến. Sau khi bí mật cho quân và tàu chiến ẩn náu ở các nơi hiểm yếu, Nguyễn Huệ lệnh cho quân đến khiêu khích. Lập tức, chiêu tăng giao xạ uyển ở lại giữ đại bản doanh, cử lục cổn dẫn bộ binh men theo tả ngạn sông tiền để cùng phối hợp còn ông cùng với tướng tiên phong là chiêu Sương, dẫn hàng trăm thuyền chiến tiến xuống mỹ tho nơi đặt đại bản doanh của tây sơn đêm ngày 18 tháng 1 năm 1785 tức ngày 8 tháng chạp năm giáp thìn lợi dụng con nước đang xuôi cả hai đạo thủy bộ quân xiêm cùng đồng loạt tấn công đến khoảng đầu canh năm ngày 19 tháng 1 năm 1785 đoàn thuyền chiến của địch lọt vào trận địa mai phục của quân tây sơn ở rạch gầm xoài mút tức thì pháo lệnh tấn công của tây sơn nổ vang mở đầu trận đánh hai đội thủy binh tây sơn từ rạch gầm xoài mút bất ngờ lao ra chặn đánh hai đầu dồn quân địch vào vòng vây đã bố trí sẵn đồng thời từ hai bờ sông tiền đoạn rạch gầm xoài mút và dọc bờ cù lao thới sơn bãi tôn cồn bà kiểu rừng dừa các đại bác cùng pháo hỏa hổ của bộ binh tây sơn bắn ra dữ dội vào khúc giữa đoàn thuyền địch lúc bây giờ đang bị ùn lại. Đồng loạt, đoàn thuyền Tây Sơn từ rạch gầm, sồi mút từ trong những nhánh rạch nhỏ chảy quanh các cồn bãi, nhanh chóng kéo ra chặn đánh đầu. Một đoàn thuyền Tây Sơn khác ẩn náu sau củ lao thới Sơn, xông ra đánh mạnh vào hông nhằm chia cắt đội hình và đánh chặn đường lui, dồn đoàn thuyền của đối phương vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cùng lúc ấy, quân Tây Sơn cho những thuyền nhẹ chở đầy những vật liệu dễ cháy đâm thẳng vào những chiến thuyền đang rối loạn, làm cho đa số bị chìm và một số bị cháy. Quân Tây Sơn, thủy bộ phối hợp với nhau, khép chặt vòng vây, tiêu diệt quân địch hết mảng này đến mảng khác. Dưới sự chỉ huy và đốc chiến của Nguyễn Huệ, quân Tây Sơn lao vào cuộc chiến đấu quyết liệt. Một viên tướng quân Nguyễn về Long Hồ kể cho Mạc Tử Sinh biết. Nguyễn Huệ đốc chiến ở phía sau, ra lệnh liều chết đánh, quân sĩ nào không quyết chiến thì chém ngay để làm gian. Vì thế các tướng sĩ đều liều, không nghĩ gì đến tính mệnh, tiến công rất là mãnh liệt. Trời vừa dạng sáng, thì chiến cuộc cũng vừa chấm dứt. Kết quả là 300 chiến thuyền và hai vạn thủy binh của Xiêm cùng một số quân của Chúa Nguyễn, không đầy một ngày, đã bị quân Tây Sơn phá tan. Hai tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương chạy trốn về Sa Đéc, bị truy kích, lại hối hả cùng Sa Uyển dẫn vài nghìn tàn quân chạy bộ sang chân lạp rồi về Xiêm. Riêng Chúa Nguyễn Ánh vừa thấy thế giặc mãnh liệt, không thể chống nổi mạc thị gia phả đã cùng đoàn tùy tùng vội vã rút chạy theo sông trà luật ra sông tiền rồi tìm đường sang trấn giang cần thơ tại long hồ mạc tử sinh đưa ba chiếc thuyền còn lại để đón chúa nguyễn chạy sang hà tiên còn quân bản bộ của chúa nguyễn thì tan tác mỗi người một ngả viên cai cơ chỉ huy quân thủy là nguyễn văn oai bị chết tại trận những viên tướng khác như nguyễn văn thành tôn thất huy tôn thất hội mỗi người cũng chỉ còn được giam chục quân Ngày 4 tháng 2 năm 1785, vua Siêm nhận được tin bại trận, vội phái phi nhã xuân, đem 10 chiếc thuyền đi cứu tàn quân chạy trốn bằng đường biển. Khi gặp mặt, tàn quân trả lời phi nhã xuân, chiêu tăng đại bại, đã theo đường bộ cao miên chạy trốn để thoát nạn. Chúng tôi bị thua ở phía sau không biết đường bộ, thập tự thất sinh thế nào, may cướp được một số thuyền của dân, chạy trốn về đây. Trong lần chạy tháo thân này, Nguyễn Ánh và đoàn Tùy Tùng lại lâm vào cảnh rất khổ sở, có lúc cạn cả lương ăn, tướng Nguyễn Văn Thành phải đi ăn cướp, bị người dân đánh trọng thương, suýt chết. Số quân bản bộ của Nguyễn Ánh có khoảng 4.000 người, thì giờ đây chỉ còn hơn 800 người chạy thoát sang Siêm, trong đó có 200 chạy trốn theo Nguyễn Ánh và 600 chạy theo Lê Văn Quân. Ngày 25 tháng 1 năm 1785, Nguyễn Ánh sai mạc tử xanh và tránh cơ trung sang Siêm báo tin thất trận. Thấy không thể trông cậy được người Siêm, Nguyễn Ánh nhờ giáo sĩ Bá Đa Lộc đem hoàng tử cảnh đi sang Pháp cầu viện. Đến khi, các tùy tướng dẫn tàn quân tìm đến, cả đoàn mới kéo nhau ra sống ở đảo Thổ Chu. Trong bức thư gửi cho giáo sĩ Leo, 6 ngày sau trận rạch gầm, xoài mút, Nguyễn Ánh kể chúng tôi vừa bị thua trận, tất cả quân lính đều bị tan vỡ. Tháng 3 năm Ất Tỵ 1785, quân Tây Sơn đến truy đuổi, Chúa Nguyễn cùng với khoảng 200 quân tướng và năm chiếc thuyền lại phải chạy sang đảo Cổ Cốt, rồi sang xiêm sử nhà nguyễn là quốc triều chính biên toát yếu chép tướng xiêm là chiêu tăng chiêu xương không biết địa lý lại quen thắng trận luôn liền kéo quân thẳng xuống mỹ tho gặp quân phục binh chặn đánh quân xiêm thua theo đường núi chân lạp chạy về tháng 4 năm ất tỵ 1785 ngài nguyễn ánh đến thành vọng các vua xiêm hỏi sự trạng bị thua ngài nói hết chuyện tăng xương tàn bạo dân ca thán nên thua Siêm vương giận lắm, muốn chém tăng, xương, ngài lại hòa giải. Siêm vương mới nguôi giận. Chính sử của nhà Nguyễn, dù được viết với quan điểm ủng hộ Nguyễn Ánh, phê phán Nguyễn Huệ cũng phải thừa nhận. Quân Siêm, từ sau khi thua trận Rạch Gầm Xoài Mút, tuy ngoài miệng thì nói khoác, nhưng trong bụng thì sợ Nguyễn Huệ như sợ cọp. Vua Siêm Chakri một gọi chiêu tăng, chiêu xương là ngu hèn, kiêu căng, hung hãn đến nỗi bại trận làm bại binh, nhục quốc. Sau đó Nguyễn Phúc Ánh xin vua xiêm cho ra ở đồng khoai, ngoại thành Vọng Các. Ở đây, đoàn chúa Nguyễn lo khẩn hoang, làm ruộng, đốn củi để nuôi nhau. Còn Nguyễn Huệ, sau khi đánh dẹp xong, liền đem đại quân về Quy Nhơn, cử Đô đốc Đặng Văn Chấn ở lại giữ gia định. Trải qua 14 năm, kể từ ngày khởi sự cho tới năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn đã giành được nhiều chiến thắng lớn, nhưng chưa có chiến thắng nào nhanh gọn, lớn lao và rực rỡ bằng chiến thắng Rạch Gầm xoài mút chỉ trong thời gian một ngày quân đội tây sơn đã tiêu diệt gọn nhiều vạn quân xiêm và quân nguyễn đặt toàn bộ lãnh thổ đằng trong dưới quyền kiểm soát của mình trong trận quyết chiến này nguyễn huệ đã lợi dụng địa hình vận dụng chiến thuật một cách linh hoạt đặc biệt ông đã khéo léo kết hợp quân thủy và quân bộ để cùng tấn công đánh đối phương trên cả bốn mặt nhưng chủ lực là đánh thật mạnh vào sườn địch xét toàn cục cuộc tiến công trên có ý nghĩa chính trị quân sự rất to lớn nó có tác dụng quyết định đối với cuộc diện ở miền Nam. Không thể tấn công đối phương ở Trà Tân, vì đây là một bản doanh tập trung đông quân và được phòng bị chặt chẽ, trong khi quân của Tây Sơn ít hơn hẳn về số lượng. Hơn nữa trong tình hình cả nước lúc bấy giờ, đòi hỏi Nguyễn Huệ phải đánh nhanh giải quyết nhanh. Bởi kẻ thù nguy hiểm của Tây Sơn không phải chỉ có liên quân siêm Nguyễn ở Gia Định, mà còn có quân Chúa Trịnh ở Thuận Hóa. Tiến công vào Trà Tân, cuộc chiến đấu chắc chắn sẽ ác liệt và kéo dài. Như vậy, Quân chủ lực tinh nhuệ của Tân Sơn sẽ bị giam chân ở phía nam. Rất có thể, khi ấy quân Trịnh chấp lấy thời cơ đánh vào Quy Nhơn. Phải đồng thời đối phó với hai kẻ thù ở hai phía, quân Tây Sơn chắc chắn sẽ bị phân tán lực lượng. Đó là những lý do vì sao Nguyễn Huệ không mở cuộc tiến công vào đó, mà chủ trương nhử địch ra khỏi căn cứ, kéo họ đến một địa hình có lợi cho quân mình để tiêu diệt gọn bằng một trận thủy chiến. Trải qua những năm tháng binh lửa, cho thấy Nguyễn Ánh đã cầu viện ngoại bang nhưng vẫn không thể thắng được lực lượng áo vài tây sơn và lịch sử cũng như người đời đã oán thán nhiều về việc cầu viện này trong bài thơ lịch sử nước ta chủ tịch hồ chí minh đã phê phán hành động cầu viện quân đội ngoại quốc của nguyễn ánh như sau gia long lại giấy can qua bị tây sơn đuổi chạy ra nước ngoài tự mình đã chẳng có tài nhờ tây qua cứu tính bài giải vây nay ta mất nước thế này cũng vì vua nguyễn rước tây vào nhà khác gì cõng rắn cắn gà. rước voi dẫy mả, thiệt là ngu si. Các bạn thân mến của kênh Sử Việt Tráng Ca, chúng ta vừa trải qua trận đánh rạch gầm xoài mút, một trận thủy chiến khởi đầu nhưng vang dội của đội quân Tây Sơn, đánh cho đối phương có số lượng binh lính và pháo hạm vượt xa của phía mình. Đánh cho phía đối phương dù không thích nhưng vẫn phải gật gù thán phục, dù không thích nhưng vẫn phải tâm phục và nể phục. Thấy khiếp sợ tập đoàn áo vài Tây Sơn, qua trận đánh này chúng ta cũng đã hình dung được những trận tiếp theo của đoàn quân mang tên Tây Sơn. Đánh với khí thế trẻ tre long trời lở đất, đánh với khí thế thần tốc thần tốc để quân đối phương không kịp trở tay và mang lại chiến thắng. Các bạn thân mến, trận dạch gầm xoài mút đã khép lại. Trân trọng mời các bạn theo dõi tiếp những video sau của kênh. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để tìm hiểu nhiều tư liệu lịch sử quý giá. Cũng như thấy được những trang sử Việt oai hùng của dân tộc ta đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước xin trân trọng và chân thành cảm ơn